Hello, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em lại về thêm 3 cây 6303 New. Nhà mạng Đức nha. Đây, nhà mạng có logo xe hơi. Đó. Mới 100% nha anh chị. Đó. Bả hợp như nhau. Con này là pin xài 4 5 ngày khỏe nha. Anh nào muốn mua mà để nghe gọi công việc á. Thì chơi mấy con này chức năng nó như 6.3, 6.7 gì đó, xài ngon lắm, pin châu 5 ngày phải ghê. Rồi mở từng hộp anh chị xem, ba con như nhau hết trơn á. Đó. Đó. Đó rồi bên trong thì nó nè, thấy camera là cái sườn nó còn dán cái tem này nè, đó là biết là máy chưa xài rồi anh chị không. Đó. Mặt trước là găng ti nè. Đó. Cục pin 5CT new. Đó, ba con như nhau nha, em quay cây thôi. Đó. Xài bao ngon nha anh chị. Sạc với lại tai nghe. Đó. Về bỏ sim mà xài thôi. Bên trong máy thì nó như vậy. Đó, anh chị nhìn cận cảnh máy tinh nè. Đó, chưa? Từ con ốc, từ cái miếng này nè. Từ cái mây nè, máy tinh. Đó, bỏ sim thử luôn. Con này em mở mạng hết trơn rồi nha. Cái việc về bỏ sim mà xài thôi nha anh chị. Anh nào để nguyên, để nguyên. Anh nào chẳng việc, em chẳng việc. Đơn giản vậy thôi. Đó, mở nguồn cái. Đó, rung phát một, thấy không? Chạy logo lên nè. Ê, hồi chưa, không có logo ta. Về con này. Có con có logo, có con không có logo anh chị. Giống như mở nguồn lên vậy đó, nó chạy. Nhưng có quan trọng đâu. Tại vì bây giờ mình mua về mình chạy đến việc nó cũng hết rồi. Đó, con này thứ hai này thấy không? Cũng máy tinh, thấy chưa? Cục pin zin máy tinh. Nói chung là mới nguyên cây. Đó. Rồi, giờ con thứ ba nữa có logo. Logo nhà xe đất. Mở luôn. Lỡ rồi, này ế quá, ngồi quay clip chơi vui. Đó, ba con như nhau nha anh chị. Nè, cận cảnh tiếp nè. Made in Korea. Còn con mấy con kia là made in Romania vậy đó. Đó. Rồi, cầm lên luôn. Đẹp. Đó, chỉ có con này nó hiện logo thôi nha, nhà mạng xe thôi. Rồi, ok anh chị, thấy không? Pin thì xài 5 ngày khỏe nha, 4-5 ngày. Sống rất là mạnh, đó. Chuông này lớn luôn. Chức năng thì như 6-3, 6-7 là gì thấy không? Đó. Rất là đơn giản, nghe, gọi, nhắn tin. Chuông thì bao lớn, rung mạnh. Đó, chưa tiếng Việt. Không có nào có tiếng Việt hết đó, em chạy tiếng Việt xài thôi nha. Đó. Quay cận cảnh sát nè, đó, nắp lưng nè. Sườn nè, niêu 100%, thấy không? Đó. Không một vết chày nha anh chị. Đó, cận cảnh lần phím nè. Đồ zin bấm rất êm chị, bấm đi nè. Đó, nhẹ hiều. Đó. Thích hợp cho anh nào mua cho ba xài, cho mẹ xài. Xài sướng luôn, khỏi chê. Cái màu này là nhìn nó đẹp nữa. Rồi, ok anh chị. Anh nào mua alo cho em nha, 0966 353 353, 0966 19 19 19. Cảm ơn chị Slip nha.